Vừa qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc tại Quân chủng Hải quân. Tham gia đoàn có Thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì đón đoàn. Năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp tuần tra, trinh sát trên diện rộng, quản lý theo dõi, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, nhất là các vùng biển trọng điểm, kịp thời nhận định, đánh giá đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất, báo cáo với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng đối sách các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự nỗ lực cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ hải quân, biểu dương những kết quả toàn diện mà quân chủng đã đạt được. Thường xuyên duy trì nghiêm, nề nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình trên biển, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, có các chủ trương giải pháp phù hợp, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, đúng phương án, đúng đối sách, đúng thời cơ, giải quyết linh hoạt, đúng đắn các diễn biến trên thực địa, không để bị động bất ngờ trong các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ trương nhất quán của chúng ta về giải quyết vấn đề trên biển là kiên quyết kiên trì đấu tranh, giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Song một khi độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, lợi ích quốc gia dân tộc bị xâm phạm, chúng ta sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ, xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra bằng sức mạnh chính nghĩa của toàn dân tộc chúng ta, trong đó lực lượng vũ trang chúng ta là nòng cốt. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đã nói chuyện, thăm hỏi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân trên địa bàn thành phố Hải Phòng và 3 điểm cầu, vùng 2, vùng 4, quân dân thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.